57.000 điểm thì một số bạn không biết là con số đó có ý nghĩa gì. Tức là nếu mà 57.000 điểm ấy, thì thu nhập của chúng ta là trên 600 triệu đồng một tháng anh chị. Đó là cái hoa hồng mà chúng ta mới nhận được, đó là hoa hồng của club, tức là hoa hồng về của theo khối là đã là hơn 600 triệu rồi. Còn ngoài ra chúng ta còn có về bán lẻ này, thì còn có selling bonus này, rồi còn có hoa hồng về hệ thống. Thì có nghĩa là cái thu nhập đó là một tháng nó phải trên 600 triệu đồng. Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã đến với câu chuyện thành công. Và đây là cái số đầu tiên mà Linh sẽ làm nó vào diễn ra hàng tuần. Và mỗi tuần như vậy thì Linh sẽ giới thiệu cho tất cả chúng ta về một cái câu chuyện thành công từ một cái người. Và cái trong cái lần này đấy thì Linh sẽ giới thiệu với các bạn một cái người rất là đặc biệt, mà trong cái 3 tháng liên tục gần đây đó là liên tục đứng top về doanh số, mà gần như là top doanh số không phải chỉ là trong đội nhóm của chúng ta mà đó là toàn bộ công ty, mà nó nằm còn vượt qua cả ở cái công ty của chúng ta ở tại Việt Nam, mà nó là liên quan đến cả cái khu vực về Đông Nam Á. Vậy thì cái câu chuyện làm thế nào mà để bạn này có thể có được cái sự thành công như vậy, và làm thế nào để mà liên tục giữ được cái top về cái doanh số trong 3 tháng liên tục. Thường á, là người ta chỉ top được một tháng để tháng sau sẽ có người khác vượt, nhưng cái người này đó là gì, tháng nào cũng là top về doanh số. Vậy thì cái bí mật hay là cái bí kíp hay là cái cách làm thế nào để mà bạn này có thể đạt được về cái top về doanh số liên tục như vậy, thì chúng ta bây giờ sẽ cùng lắng nghe cái câu chuyện này. Và cái người mà ngày hôm nay mình sẽ mời đến đây đó chính là bạn Nguyễn Oanh. Thì bây giờ là Oanh có thể chia sẻ cho mọi người một chút về cái câu chuyện của bản thân mình, về cái cách cái điều gì khiến cho em là quyết định là lựa chọn cái công việc kinh doanh này. Trước đây em đã làm gì hay là câu chuyện của em như thế nào thì em có thể giới thiệu cho mọi người trước được không? Ok, hello mọi người, chào mọi người, mình tên là Oanh. Thì cảm ơn thầy Linh đã mời mình tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Thì cái câu chuyện của mình nó diễn ra cách đây khoảng 1 năm. Mình đạt được cái kết quả ngày hôm nay đó là cả một cái quá trình mình rèn luyện, mình vượt qua những cái khó khăn. Mà nhiều người ta cứ thắc mắc khi người ta nhìn vào kết quả, là các bạn cứ thắc mắc là làm như thế nào để anh có thể đạt được những cái mục tiêu này. Và tí xíu nữa anh sẽ chia sẻ một người cách làm. Nhưng mà trong cái quan trọng hơn hết là khi anh làm á, thì cái cách nghĩ, cách tư duy của anh trong khi mình nhìn nhận một vấn đề nó sẽ rất là khác. Kể về câu chuyện lúc trước thì là như thế nào. Thì anh làm công việc này được cả khoảng 1 năm rồi. Và trước kia thì anh học trường y khoa ra. Anh học trường đại học y luôn. Mình học xong, thấy nhiều người ta bỏ ngang giữa chừng, nhưng mà bản thân anh thì học hết. Và anh có rất là đam mê với công việc này, đam mê với việc học của mình. Trong quá khứ thì anh học cũng rất là ok. Mà lúc đó mình cũng bén duyên kinh doanh, mình tìm hiểu công việc kinh doanh rồi. Mình năm thứ tư, nhớ là chính xác vào năm thứ tư qua đại học, thì anh bắt đầu những công việc kinh doanh đầu tiên. Thì lúc đó là làm gì? Anh cũng đi bán hàng thôi. Thì bán về hoa, bán về giảm cân, bán về những cái khóa học, hay bán thậm chí là bán những cái loại mà đồ ăn thức uống ở ngoài ở thành phố Huế đấy, cái nơi mà anh học trường đại học. Thì khi mà làm như vậy á thì có những cái công việc nó có kết quả, nó thành công, nhưng một số công việc thì nó thất bại. May mắn thay là nó cho mình những cái bài học, nó chưa phải thất bại quá là nặng nề về tiền bạc, nhưng mà nó cho mình rất là nhiều cái bài học. Sau đó anh có làm một công việc, đó là anh hướng dẫn cho các bạn, anh dạy cho các bạn về những cái kỹ năng mềm trong cái khiết trong cái trường y khoa của anh. Thì anh xác định là mình học công việc đó để mình xây dựng một cái mình gọi là một startup đi. Và anh cũng đã có được cái thu nhập. Anh bắt đầu công việc ở năm 4, anh nhớ là 5 năm thì anh đã đạt được kết quả đầu tiên, tức là mình có được những cái nguồn thu nhập đầu tiên hàng tháng, nó đâu đó cỡ khoảng là 10 đến 15 triệu, sau này nó được khoảng 20 triệu đồng một tháng từ công việc đó. Thì anh làm như vậy, suốt từ năm 4, sau đó 5 năm đại học. Bắt đầu năm 6 thì các bạn biết là học trường đại học y thì nó học tới 6 năm lận, rất là dài. Thì khi anh làm như vậy anh cũng có được thu nhập rồi. Nhưng mà lúc bắt đầu ra trường thì anh mới bắt đầu có suy nghĩ trong đầu, rằng là lúc đó mình phải làm gì tiếp theo đây ta? Mình có tiếp tục cái công việc này không? Hay là mình phải đi làm một công việc khác? Thì anh mới ra cho mình một cái quyết định. Vì anh nhìn thấy được rằng là trong tương lai thì công việc này thực sự mà nói thì nó không có phát triển nhiều được nữa. Cái sản phẩm nó rất là bị hạn chế, nó phụ thuộc vào bản thân mình quá là nhiều. Và khi mỗi tháng mình làm á thì mình đều phải là mình cứ liên tục tìm khách hàng, suốt ngày mình cứ phải tìm khách hàng mới để mình duy trì cái doanh số, cái lợi nhuận của mình. Thì mình phải tìm khách hàng hoài. Thì khi mà tìm như vậy rất là vất vả, rất là khó khăn. Anh mới bắt đầu quyết định là mình khi mình ra trường mình thôi thì mình sẽ không gọi là mình chấm dứt luôn, mình bỏ hẳn luôn công việc kia luôn. Và ra trường với một tấm bằng đại học thì rất là nhiều người ta sẽ lựa chọn là đi làm công việc của họ, đúng không nào? Thậm chí một tấm bằng đại học ở một trường đại học danh giá là cũng là một cái thứ gì đó mà khiến họ cũng phải suy nghĩ chứ. Nhưng bản thân anh thì anh quyết định là mình đã xác định là mình thích, mình đam mê và mình đã làm được rồi cơ,
mình đã làm được trong việc kinh doanh thì vì việc gì mình không tiếp tục mình làm, nên Oanh mới lựa chọn quyết định là thôi dừng hẳn hết luôn hai công việc kia, thậm chí là cũng không có đi làm bác sĩ luôn đó. Thì Oanh mới tìm kiếm một cái cơ hội nào đó, anh ra ngoài kia anh tìm kiếm rất nhiều, vì lúc trước ở Huế thì nó không có nhiều cơ hội như các bạn ở trong cái thành phố lớn. Anh sinh ra miền Trung mà là học tập ở Huế thì mình suy nghĩ rất là nhiều về bây giờ mình phải làm gì đó, mình làm gì để mình có nhiều tiền hay mình làm gì để mình cuộc sống mình thay đổi. Thì bắt đầu mới tìm kiếm những cái công việc, thì mới bán duyên mới biết được, mới nhớ đến là lúc xưa mình gặp một người bạn, một đứa em trong Sài Gòn, thì mới biết được cái cơ hội đó là công việc kinh doanh với công ty. Thì trong cái lúc đó thì mình rất là bình thường, mình không có để ý lắm tới công việc này, bởi vì bản thân lúc đó mình cũng đã làm được một số tiền thu nhập hàng tháng rồi, mình không quá quan tâm tới công việc này lắm. So với ở ngoài miền Trung thì nó là con số rất là tốt. Dạ. Thì mình vẫn cứ tiếp tục làm. Mình tiếp tục làm, và sau khi mình quyết định mình đấu thuyền như vậy, mình quyết định mình chấm dứt như vậy, thì mình mới tìm kiếm những cơ hội khác để mình làm. Thì khi mình tìm kiếm thì mình bắt đầu mình vào trong cái những người đã làm cái công việc này rồi, thì xem họ làm như thế nào. Và mình tìm, thực sự mình muốn là mình tìm những người giỏi nhất, giỏi nhất, người làm được giỏi nhất trong cái công việc này để mình làm theo. Mình theo họ để mình làm. Cái thứ nhất mình chọn, mình quyết định mình làm công việc này, thứ nhất đó là do là mình nhìn được thấy cái tương lai. Công việc này nó sẽ cho mình một cuộc sống nó thay đổi, vì rất nhiều người ta làm điều này mà. Rồi về kinh doanh thì càng ngày nó càng phát triển, bởi vì nó không quá phụ thuộc vào về sản phẩm hay là thị trường này kia. Dạ. Xong đó nữa thì cái lý do mà mình lựa chọn công việc này nữa là mình tìm thấy được một người hướng dẫn, một người định hướng cho mình nó phù hợp. Đó là anh Văn. Thì anh Văn cũng nó gọi là phù hợp thôi, chứ vì lúc trước hai anh em đâu gặp nhau đâu. Thì sau một cái nhắn tin, và mình nhớ chính xác là lúc đó là khoảng mình tốt nghiệp vào khoảng tháng 7 năm 2019 là mình nhận tấm bằng đại học rồi. Ba mẹ lúc đó rất là mừng. Ba mẹ. Còn mình thì sao, mình suy nghĩ trong đầu là mình sẽ về nhà một tuần. Mình tìm kiếm cái cơ hội để xem như thế nào, và mình bắt đầu mình tìm kiếm và mình liên hệ với bạn để mình vào đây. Thì khi mình nhớ là lúc đó là tháng 8 thì mình đúng cách khoảng đây một năm đấy, hơn một năm tí xíu thì mình bắt đầu công việc này. Mà bắt đầu công việc kinh doanh với công ty với Nuskin. Thì khi mình làm như vậy á, cái giai đoạn đầu, thực sự mình nói thì giai đoạn đầu nó rất là khó, rất là khó. Đặc biệt những bạn mới bắt đầu thì nó rất nhiều thứ mình cần phải học, mình cần phải làm. Nhưng mà mình lúc đó mình tập trung vào một cái từ khóa duy nhất mà nó khiến mình làm được, khiến mình thành công, đó là mình học. Mình làm vì mình xác định là đây một cái sự nghiệp, một cái công việc mà nó lâu dài, nên mình bắt buộc mình phải giỏi, mình phải hiểu hết tất cả mọi thứ. Nên mình vào đây với tâm thế là mình học. Và trong đầu lúc đó mình cũng đấu tranh chứ, vì lúc trước mình đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi, nhiều tiền so với con số của sinh viên này kia, và mình cái thu nhập như vậy nó cũng ổn để mình làm. Sau này mình quyết định là vào làm thì những tháng đầu tiên sự nói thì thu nhập nó không có nhiều, nó khó khăn, thậm chí là có những tháng là phải mượn tiền để sống, mà những tháng sau thì được hơn một tí xíu là đủ tiền để trang trải. Đó thì mình bắt đầu mình làm, mình làm cái công việc này thì mình làm, mà mình học về bán hàng trước. Học bán hàng thì có người offline của mình hướng dẫn cho mình học, và mình xác định là mình học hết nhanh nhất có thể của cái người đó. Mình học hết của họ, rồi sau đây mình học của người khác nữa. Mình tập trung vào việc mình học rất là nhiều để mình làm thật là giỏi, khi mình vì mình biết rằng là mình đang muốn có một công việc kinh doanh riêng thì bắt buộc là mình phải tự chủ, mình phải độc lập hết trong tất cả mọi thứ. Thì mình tập trung vào việc mình chủ động học, mình học bán hàng, và mình xác định là mình có thể, các bạn thấy là mình nói chuyện nó lưu loát như vậy, nhưng mình sẽ bán hàng lúc đó mình bán hàng không phải là quá là xuất sắc nhất đâu. Giống như thầy Linh hay giống như anh Văn, mình không phải là quá bán hàng xuất sắc. Và mình biết cái gì đó, cho nên là bắt buộc mình đây mình học, mình tập trung vào mình học xong để mình làm được. Mình nhớ là mình chốt được cái đơn đầu tiên là nó rơi vào khoảng là 10 triệu mấy tiền Việt Nam. Đơn đầu tiên, sau khi mình chốt được cái đơn như vậy á thì mình rất là vui, và lúc đó mình biết là mình phải tìm người khác để mình làm một cái team, một cái đội nhóm để mình làm. Mình không có quá mạnh về sale. Đó, khi mình làm thì trong cái quá trình mình học như vậy á thì có những cái lúc mà mình gặp những khó khăn, thì cái từ khóa mình hay dùng á đó là mình chủ động mình học, mình tìm những người giỏi mình học, và mình biết ai giỏi cái gì để mình học cái đó. Ví dụ như là về bán hàng thì mình sẽ học ở anh Văn. Về những cái quảng cáo hay mình cũng học của anh Văn luôn, vì mình biết anh Văn giỏi những cái đó nên mình học. Hay là thậm chí trong cái đội nhóm của mình, của anh Văn lúc đó có những người ta bán hàng những cái đơn rất là cao, rất là cao, thậm chí người ta upsell rất là nhiều, cả trăm triệu một đơn. Thì mình sẵn sàng mình chủ động mình hẹn cà phê họ để mình học, để mình làm, để mình biết được cái cách họ làm như thế nào, để mình đem về mình áp dụng vô của mình.
và cái đội nhóm của mình. Thậm chí là những cái lúc đó mình chưa, thực sự mình nói thì mình chưa làm được, nhưng mình vẫn chia sẻ cho họ làm. Mình biết có người làm được rồi. Mình chỉ cần như vậy thôi. Đó, thì mình mang, cứ mang về như vậy. Thì cái đội nhóm của mình dần dần nó cũng sale tốt lên. Thì bắt đầu lúc đó cái công việc kinh doanh hay là cái việc mà làm với cái công việc này bắt đầu mới có sự tiến triển. Thì nó là mình gọi mọi người họ hiểu là nó tích lũy đủ á mọi người. Đó, nó tích lũy đủ. Về mình thì làm quảng cáo nó tốt hơn, vì mình biết mình mạnh quảng cáo hơn. Rồi về mình làm về bán hàng, cái đội nhóm của mình bán hàng nó tốt lên. Vì mình đem những cái hay của những người khác mình về mình học. Thậm chí là những người mà người ta làm mình thấy là họ không giỏi như mình, nhưng mà mình biết họ làm được cái gì đó, thì mình sẵn sàng mình xin hẹn họ một buổi cà phê để bắt đầu mình vào và mình biết được cái bí kíp của họ. Trong lúc mình tư duy như vậy á, mình tư duy ở đây là mình chủ động mình học. Mình chủ động mình học trong cái giai đoạn đầu. Lúc đó thì thực sự mình nói thì nếu như các bạn mà không có mang cái tâm thế là mình học á, thì rất khó để làm. Vì bản thân anh thấy những cái người mới trong đội nhóm của anh thì họ tập trung quá nhiều vào tiền. Họ tập trung quá nhiều vào tiền, thì khi mà họ tập trung nhiều như vậy á, thì có những tháng họ kiếm được rất nhiều thì họ rất là vui, rất là happy, rất hạnh phúc. Nhưng mà những tháng họ kiếm được ít thì họ lại không vui và họ bắt đầu tiêu cực, là họ lại không làm, họ lại có ý định bỏ cuộc. Thì cho nên là khuyên anh là hãy tập trung vào cái việc là mình học để mình phát triển được một cái công việc kinh doanh của mình. Đó là cái đầu tiên. Những cái lúc đó đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, rất nhiều để mình có thể làm được. Sau này thì khi mà mình bắt đầu mình cái đội nhóm của mình, bản thân mình đủ giỏi lên, mình vẫn học, mình vẫn học luôn, mình vẫn tìm, cứ thấy ai làm được cái điều gì hay, cứ thấy ai có cái gì hay thì mình lại hẹn cà phê họ để bắt đầu mình học của họ, mình lấy hết tất cả những cái thứ tinh hoa, những cái thứ hay nhất của họ đặc biệt để mình làm cho cái đội nhóm mình nó ok lên. Hay thậm chí là có một thời gian thì mình tham gia vào trong Daily Group thì Linh tham gia mục đích lúc đó mình tham gia một phần phụ là kiếm tiền thôi, nhưng phần chính là vì mình muốn học thử trong này thầy đang làm cái gì trong này. Mình cũng muốn đem cái văn hóa hay là cái những cái thứ thầy làm trong này mình về mình cho đội nhóm của mình. Và chính những cái lúc mà mình mang về á, thì cái văn hóa đội nhóm cái lúc đó là cái lúc đội nhóm mình đi lên nhá. Mình sẽ chạy đà rất là nhiều cho những khúc sau này. Mình nhớ là thì cái tháng mà các bạn thấy là mình làm một năm rồi, nhưng mà 3 tháng trở lại đây đúng không, thì kết quả nó mới chuyển biến khác biệt được. Nó mới tạo ra được một kết quả lớn, thì mình thấy nó cũng đúng thôi. Bởi vì cơ bản là tháng trước đó nữa là mình làm được, mình nhớ chính xác là mình làm được 8.000 điểm. Tháng trước đó nữa làm 8.000, tháng gần kế đó thì mình làm được cả khoảng là 15.000 rồi. 15.000 điểm rồi. Thì cái tháng tiếp theo, tháng mình nhớ là tháng 7 đó, mình mới mạnh dạn đặt ngồi xuống đặt mục tiêu với anh Văn là mình làm được 30.000 điểm. Thì hai anh em chỉ đặt 30.000 điểm thôi. Thì anh Văn cũng đặt cho mình là 30.000 điểm để mình anh sẽ tặng cho em cái này. Anh sẽ có cái mục tiêu chứ. Anh sẽ tặng cho em cái này thì em cứ làm 30.000 điểm đi. Đó, thì mình bắt đầu là mình nghĩ trong đầu làm như thế nào mình đặt 30.000 điểm đây. Thì mình cũng đem cái mục tiêu đó mình chia nhỏ ra. Bởi vì mình biết là một mình không thể nào mà làm được 30.000 điểm mà nó khỏe được. Có nếu chăng có chăng được đi nữa thì rất là vất vả. Mà mình sale, mình phải bán hàng liên tục. Thì mình đem mình chia nhỏ ra, mình coi bạn đâu lai nào mạnh cái gì, ai hỗ trợ cái gì. Mình đặt mục tiêu cho từng người. Từng người một, mình cũng làm giống như anh Văn là mình cho họ những cái phần thưởng hay là mình khích lệ họ. Em đạt được cái này đi thì ngoài cái tiền mà em lợi dụng lại thì anh sẽ tặng em thêm cái này, tặng em thêm cái kia nữa, vân vân. Thì chính như vậy thì mình, cái đội nhóm của mình trong vòng 17 ngày là đã đạt được cái mục tiêu đó rồi. Đạt được luôn cái mục tiêu 30.000 điểm mà trong vòng 30 ngày mới đạt được ấy. Thì lúc đó thì bắt đầu trong đầu mình mới suy nghĩ rằng là ủa, mới có 17 ngày mà đạt 30.000 điểm rồi. Mà mình cứ nhớ lại lúc trước, mình nhớ là tháng trước hay tháng trước nữa gì đó thì anh Văn mới phá kỷ lục của thầy Linh. Của thầy Linh. Em cứ nhớ anh Văn là nói là thầy Linh 51.000, anh phải phá kỷ lục ít nhất là 52.000. Đó, thì cho nên là em mục tiêu là còn trong vòng cả khoảng 10, 14 ngày, gần 2 tuần. Mà mình ít nhất bây giờ mình muốn phá kỷ lục thầy Linh là mình đâu đó mình cần phải là 22.000 nữa. 22.000 điểm trong vòng 2 tuần nữa. Thì lúc đó mình rất là thắc mắc, mình không biết phải làm như thế nào. Lúc mình đấu tranh tư tưởng, mình suy nghĩ mình có đạt được không ta, mình có làm được không. Cái điều này nó cũng không phải 22.000 điểm trong vòng 2 tuần, nó không phải là dễ. Đó, thì mình mới đem cái câu hỏi này mình hỏi cái người hướng dẫn cho mình, cái người hỗ trợ mình đó là anh Văn. Thì khi mình hỏi như vậy á, thực sự mình nói thì anh Văn cũng nói một câu, mà chỉ nói một câu thôi, nói một câu chính xác. Hai anh em comment trên bài nhau trên Facebook thôi. Đó, thì nói một câu đó là mình hỏi rằng anh Văn, anh ơi có cách nào để làm được cái phát kỷ lục không. Thì anh Văn mới hỏi rằng là thực sự mình nói thì em có muốn cái điều đó không thôi. Chính xác, em có muốn cái đó không.
thì mình bản thân mình không có nói nhiều, tức là mình cũng ít khi mà mình giải thích, mình tìm cách này kia. Thì bản thân mình khi anh Văn nói vậy mình đã hiểu ra vấn đề rồi. Mình hiểu ra vấn đề là bản thân của mình kìa, mình nghĩ ra được cách, chắc chắn mình nghĩ ra được cách. Thì sau đó mình về mình luôn luôn là mình nhớ đến mục tiêu của mình. Đầu tiên là mình muốn đã, mình sẽ muốn, vì mình biết chắc khi mình đạt được gì đó thì kết quả của mình hay là những người khác người ta sẽ nhìn mình với một cái nhìn khác. Mình làm được thì mình sẽ về mình ngồi xuống mình nghĩ cách. Mình nghĩ cách làm như thế nào để mình đạt được cái con số như vậy trong vòng 2 tuần tới đây. Nó còn rất là ngắn. Thì bây giờ bắt đầu mình không đặt mục tiêu với các bạn G1 nữa. Ví dụ như mình đặt mục tiêu các bạn sâu hơn nữa. Tức là cái tuyến dưới nữa cơ. Bản thân mình đặt mục tiêu cho họ nữa, chứ không phải đợi các bạn đó nữa. Thì mình đặt thẳng xuống luôn tuyến dưới luôn. Em làm trong vòng 10 ngày hay 5 ngày, 7 ngày em đặt được cái này đi, thì anh vẫn tiếp tục là anh làm thử riêng cho em luôn, chứ không chỉ đợi là các bạn mà G1 của bạn thôi. Đó, tức là bản thân em làm việc với từng cái người, con người phía dưới nữa cơ. Để em có thể đặt mục tiêu cho họ, bởi vì bản thân nhiều khi họ không thấy được cái mục tiêu này thì họ không làm được, mà một mình em thì không thể nào mà có thể là đạt được số đó được. Đó là điều chắc chắn. Thì trong vòng em nhớ là em đặt mục tiêu, thường em có cái tư duy như thế này. Cái tư duy của em là luôn luôn là em ví dụ như là ngày 30 là mình hết tháng. Thì em đặt mục tiêu là ngày 29 hoặc ngày 28 là em phải đạt được cái đó thôi. Vì kiểu gì mà nếu mà đặt một ngày cuối cùng á thì kiểu gì mình cũng rất là khó để mình đạt được. Mà mình đặt phải đặt trước một tí xíu để mình làm. Thì đúng chính xác là ngày 29 là nó đạt được con số rồi. Đạt được cái con số mà 52, hơn 52.000 á. Lúc đó em không nhớ chính xác nhưng mà hơn 52.000 rồi. Là em đặt như vậy là em trước, và nhớ chính xác là ngày 30 thì em đi chơi. Hầu như là ngày 30, ngày cuối cùng của tháng á, phá được kỷ lục rồi đó là mình không làm gì nữa, là mình đi chơi. Đó là câu chuyện của em về cái tháng đầu tiên mà phá kỷ lục của công ty cũng như là làm công việc này, và cái hành trình của em làm trong suốt cả một năm. Thì lúc mà em vượt cái kỷ lục như vậy thì cái suy nghĩ là cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Cái suy nghĩ lúc đó thì cảm thấy là ví dụ như mình thấy con số nó lớn thì mình nghĩ nó không đạt được, nhưng mình khi mình làm được rồi á, bắt đầu mình bắt tay mình dám làm á, mình bắt tay vô mình làm thì mình thấy nó hoàn toàn trong khả năng của mình. Dễ đúng không? Dạ, chính xác. Và chúng ta biết là 50.000, 57, khoảng 50, trên 50.000 điểm là 57 của em lúc đó là 57.000 điểm. Thì 57.000 điểm thì một số bạn là không biết là con số đó có ý nghĩa gì. Tức là nếu mà 57.000 điểm ấy, thì thu nhập của chúng ta là trên 600 triệu đồng một tháng anh chị. Đó là cái hoa hồng mà chúng ta mới nhận được, đó là hoa hồng của Block, đó là hoa hồng về của theo khối là đã là hơn 600 triệu rồi. Còn ngoài ra chúng ta còn có về bán lẻ này, còn có sharing bonus này, còn có hoa hồng về hệ thống. Thì có nghĩa là cái thu nhập đó là một tháng nó phải trên 600 triệu đồng. Thì để là cho mọi người chúng ta hiểu được là ý nghĩa của những cái con số đó. Và đó là lý do tại sao lúc nào mình cũng phải nỗ lực, phải làm hết mình. Thì qua cái câu chuyện của bạn Oanh ấy, thì mình muốn chia sẻ thêm cho tất cả chúng ta đó là gì? Nó cũng giống như cái ngày xưa khi mà anh bắt đầu đi kinh doanh ấy. Mọi người luôn nhìn thấy được là kết quả của bây giờ là mình có sự thành công. Rồi khi mà mình bắt đầu vào skin trong những cái ngày đầu tiên ấy, là mình làm đột phá được cái doanh số. Nhưng họ không nhìn thấy được là cái hành trình trước đó mình đã thất bại, mình đứng lên rất xuống rất là nhiều lần rồi, thì bắt đầu mình mới có được kiến thức, mình có được cái kỹ năng và mình đó có kinh nghiệm. Thì khi mà mình bắt nhịp được một cái cơ hội cái là mình thành công lên luôn. Đó thì và cái tư duy của anh trước đó là cũng là gì, luôn luôn có anh có một cái suy nghĩ là trong 12 năm đầu tiên đi kinh doanh ấy, đó là làm với một mục đích duy nhất đó là để học. Đó thì nó giống như cái của em là gì, nhưng vì em nó thành công nó nhanh hơn, nó sớm hơn, bởi vì là em có được người thầy hướng dẫn, là có được cái môi trường và có được đúng cái cơ hội nữa, thì lúc đó chúng ta đột phá rất nhanh. Ví dụ như của anh ngày xưa thì không có thầy, không có môi trường, không có cơ hội, tức là cái cũng vấp phải đó là cái sản phẩm nó không được tốt này, rồi sản phẩm bán được lần thì lúc nào phải tìm kiếm về sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng mới, thì cái doanh số để mà chúng ta đột phá thực sự nó rất là khó. Nhưng với cái công việc của chúng ta bây giờ đó, là thứ nhất là khách hàng, bây giờ chúng ta tháng này có được 100 khách hàng, nhưng đôi lúc là tháng sau chúng ta không có được thêm khách hàng mới, nhưng doanh số chúng ta vẫn tăng trưởng, bởi vì đó là tháng sau người ta mua lại tiếp. Cái thứ hai đó là khách hàng người ta không phải chỉ dùng một sản phẩm mà người ta dùng cả các cái combo, rất là nhiều sản phẩm, nên là giá trị trên một khách hàng nó sẽ tăng cao lên. Đó, rồi chúng ta lại học được cái cách đó là từ cái khách hàng đó mình chăm sóc để họ giới thiệu họ cho chúng ta nhiều cái khách hàng nữa, làm cho cái doanh số chúng ta tiếp tục tăng trưởng, đúng không? Rồi đó là chúng ta lại còn không phải lo về những cái thứ phía sau, cái hậu cần phía sau, bởi vì công ty đối tác của chúng ta họ đã làm cho mình cái phần lớn đó. Và cái từ khóa, cái câu chuyện thành công của bạn Oanh ở đấy đó là làm với mục đích để học thì chúng ta sẽ học được rất nhiều. Thì có nghĩa là nếu mà chúng ta thất bại đấy thì chúng ta cũng sẽ học được một cái điều gì đó, còn nếu mà chúng ta thành công thì chúng ta vừa có thành quả và chúng ta lại vừa có bài học.
để làm cho lần sau nó thành công hơn. Đó, thì qua cái câu chuyện của anh thì chúng ta thấy là một cái vấn đề ở đây đó là ngày xưa chúng ta để ý này là có những cái rất là nhiều người muốn thành công nhưng lại họ lại cứ tập trung vô vấn đề, tập trung vô việc mà đổ lỗi, kêu ca, phàn nàn để ra điều kiện. Nhưng của anh thì khác, cũng có những cái thời điểm là mình nợ này, rồi thời điểm là mình khó khăn, nhưng lúc đó thì em lại tập trung vào những cái thứ khác, đó, tập trung vào việc học, tập trung vào việc khác. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn, sâu hơn về cái suy nghĩ của em, cái tư duy của em là làm thế nào để mà mình có được cái thành công. Nói về cái việc mà mình đạt được những kết quả thì cái tư duy lúc đó của em thì em sẽ lựa chọn, em có hai cái tư duy lớn mà em tập trung vào. Thứ nhất đó là em chủ động hết trong tất cả mọi việc học, bởi vì mình biết đây là công việc của mình, là cái sự nghiệp của mình, chứ không phải là của cái người hướng dẫn của anh Văn hay là của thầy Linh hay là của những người khác. Đây là công việc của tôi và tôi làm cái này vì tôi, chứ không phải vì ai cả, vì gia đình tôi, vì tôi trước. Thì nên mình phải chủ động, mình phải chủ động trong việc học này, chủ động trong việc làm, chủ động trong việc mình sẵn có những lúc là người ta không sẵn sàng giúp hoặc là người ta chưa giúp mình. Nhưng mà việc của mình là mình muốn kết quả mà, nên là bắt buộc mình phải chủ động, mình tìm kiếm cái cơ hội đó để mình làm. Mình connect, mình ví dụ như là cái việc mà tham gia Daily Routine thì nó cũng có một xíu rào cản, nhưng mà cũng em chủ động để em tìm được, em làm để em vượt qua đó, để em tự em kết nối được và em đạt được mục tiêu của mình. Thì là cái tư duy thứ nhất là muốn chia sẻ với mọi người là chủ động trong công việc, trong cái sự nghiệp của mình. Cái thứ hai là cái hành trình của em nó dài và em lên được một cái cấp bậc là executive thì nó kéo dài trong vòng 6 tháng. Có nhiều người ta lên rất là nhanh, nhưng mà của em á thì nó đúng y công ty nó ra 6 tháng thì em 6 tháng mới lên. Vì lúc đó nó em làm vì em khi em lên như vậy á rất là khó để em lên được, bởi bản thân em phá hành nó không có tốt. Nhưng mà khi em lên được như vậy em rất là trân trọng những cái khi mà em lên, và khi mà em lên được rồi thì em hầu như là không có bị, chỉ có đi lên thôi, đi lên thôi chứ không nó tao. Không có đi xuống nữa. Vì em sẵn sàng là mình xây dựng một cái nền tảng nó vững chắc. Và cái qua cái một cái hành trình dài như vậy thì qua em rút ra được là để thành công được trong công việc này hay những công việc khác ngoài kia thì đa phần là chỉ có một cái quá là sự kiên trì. Mình kiên trì mình làm và mình tập trung vào mình những cái giải pháp để mình vượt qua những khó khăn đó, thì mình sẽ vượt qua được hết được tất cả mọi thứ. Ok, thì chúng ta vừa nghe đó là cái phần mà chia sẻ của bạn Oanh đấy, thì mình muốn chia sẻ thêm cho chúng ta đó là gì, có cái việc mà chúng ta chủ động nó rất là quan trọng. Thì anh có để ý đó là gì, Oanh là chủ động sang Daily Group để học về cách mà làm văn hóa. Đúng nhá. Thường á là khi mà mình dẫn dắt một cái team thì thường là team đó học, rồi còn những cái bạn khác á là ở những cái team khác là cũng là thuộc trong team mình thôi. Nhưng là gì, ở downline của một vài leader khác thì thường là họ không có chủ động họ đi học. Ví dụ upline kêu đi học thì họ đi học, còn nếu mà không kêu thôi họ không đi. Nhưng á anh thấy ở em đó là gì, em cùng với mấy bạn nữa là chủ động qua học nguyên cả một tháng trời. Đúng nhận, rất là 3 tháng trong công việc đó. 3 tháng là 2 đến 3 tháng gì đó. Em học khoảng tầm 2-3 tháng đấy. Đúng nhận, thì ở đây đó là gì, anh chủ động sang học. Mà cái điều đó là thường mình thấy ít người làm như vậy. Đúng không? Bởi vì em cũng hoàn toàn không nhận được thông tin. Đúng rồi, em không có biết thông tin gì cả. Không hề biết là thông tin là có cái lớp học đó. Nhưng cuối cùng em vẫn tìm được cái thông tin, không biết làm sao để em có được cái thông tin rồi em quyết định em đến học. Bởi vì cái tin nhắn mà thông báo về lớp học á là nó chỉ dành cho trong một cái group kín. Group kín dành cho những cái người mà ở trong văn phòng này thôi. Nên là phần lớn là những người khác không biết. Nhưng vậy thì lúc đó làm sao mà em lại biết được cái thông tin để mà em vẫn có thể đến học được, mà cái đó là cái những người khác người ta không làm được. Thực ra thì quay trở lại cái việc mình làm được á, đó là mình muốn hay không thôi. Thì khi mình muốn á thì mình sẽ tìm những cái người mà người ta có được cái thông tin đó. Mình hỏi người này, đương nhiên là có một số người người ta chưa trả lời liền. Đúng không? Thì mình sẽ tìm những cái người nào mình cứ hỏi thôi. Đến khi nào mình đạt được mục tiêu của mình, tức là từ quá là mình chủ động mình làm. Vẫn là sự chủ động để mình làm được. Thì khi như vậy thì bạn sẽ làm được nhiều cái mục tiêu mình muốn. Chủ động lên và làm bằng mọi giá đến khi nào mình làm được thì thôi. Chứ không phải hỏi người này người kia. Hỏi người này không được. Dạ đúng rồi, chính xác. Mình biết người hỏi thôi. Mình cứ hỏi người này, đương nhiên người không trả lời. Họ bận này kia, mình đâu trách họ được. Thì mình cứ lại đi về tiếp tục đi hỏi. Vì mình muốn đi đó mà. Mình muốn phải làm được mà. Giống như mình dồn vô một cái thế bí là mình phải làm cái gì đó thì mình mới có kết quả. Thì mình sẽ làm được. Đúng rồi, chính xác. Cái thứ hai nữa đó là về cái sự kiên trì. Em nói về cái sự kiên nhẫn á. Thì phần lớn là gì? Mọi người chúng ta khi mà làm nó không trong cái thời gian đầu tiên, một vài lần đầu tiên không hiệu quả thì nghĩ rằng là mình không có duyên. Nó giống như là gì, chúng ta tập gym mới được ngày đầu tiên. Trời ơi, tưởng là cứ cơ bắp nó to, nhưng cơ bắp đâu không thấy mà thấy toàn đau không ạ.
thì những cái ngày đầu tiên khi mà chúng ta khởi nghiệp vậy, đó là nghĩ là à khởi nghiệp nó sẽ giàu, có nó sẽ thành công, nó sẽ có được cái này cái kia, nhưng thực ra là chúng ta không được gì hết mà chúng ta còn bị nợ nần, còn bị người ta chửi, còn đó là những cái nỗi đau giống như việc mà mình tập gym bị đau. Nhưng khi mà chúng ta vượt được qua cái giai đoạn đau đớn đó thì nó sẽ cho chúng ta có là cái thành quả đó, đó là cái cơ bắp, đó là một cái cơ thể đẹp, thì nó giống như là thành quả. Thì giống như của anh vậy, đó là sau gần một năm thì bắt đầu mới có được thành công, chứ không phải vậy. Thì có nghĩa là 6 tháng đầu tiên ấy, học một cách làm một cách học nghiêm túc, làm một cách nghiêm túc, thì em có thể chia sẻ thêm cho mọi người đó, cái khoảng thời gian lúc đó thì em dành bao nhiêu phần trăm thời gian làm cái công việc này, kể cả nó chưa thành công, nhưng em dành nó thời gian là bao nhiêu một ngày để làm cái công việc này? Nhớ tại lúc trước thì cách đây khoảng một năm, cái giai đoạn đầu em làm á, thì lúc đó thì em dành đâu đó cả khoảng là 20 tiếng một ngày, rất nhiều, có những ngày không ngủ. Không ngủ vì buổi tối phải học quảng cáo, học bên văn, học quảng cáo, học rất nhiều. Mà chính cái mà thời điểm văn thì là hay dạy lúc 1 giờ sáng luôn. Anh văn thì là chỉ dạy khuya thôi, không có dạy ban ngày. Đó, thì mình chính cái thời điểm đó thì nó công nhận là qua cái giai đoạn mình tu luyện như vậy á, nguyên một tháng trời luôn, cứ buổi tối 12 giờ là sách cặp của nhà anh văn. Sách cặp của nhà ngồi tới sáng, thậm chí là tới trưa hôm sau là vẫn chưa ngủ. Để học quảng cáo, học về rất là nhiều thứ. Thì qua một tháng mình tu luyện như vậy thì quảng cáo mình cứng cáp thôi. Mình cùng làm với văn, mình cùng học, thì mình làm là mình học mà. Đó, thì còn rồi có song song đó thì nó có những cái lớp mà lớp, ví dụ lúc đó anh Văn cũng có tổ chức những cái lớp học cho team, thì mình học và nhớ thì có những lớp 3 giờ sáng, 4 giờ sáng gì đó, và học từ sáng, từ tối tới sáng, hoặc là từ sáng sớm tới tới sáng, thì có kiểu học như vậy. Và lúc đó mình học rất là nhiều luôn, mình nhìn lại các bạn mà mới vào của team mình lúc này thì các bạn dành thời gian học nó ít quá, nó khá là ít, cho nên khi các bạn ra viên hay các bạn tự làm á, nó bắt đầu nó va bóp rất là nhiều thứ, các bạn cảm thấy nó khó. Nhưng mà thực sự mà để mà làm được thì mình phải trải qua một giai đoạn nó rèn luyện rất là nhiều. Ít nhất là giai đoạn đầu mình cần 20 tiếng ngủ rất là ít. Thậm chí có ngày mình không ngủ mà buổi sáng mình vẫn phải dậy để mình kèm sale lại cho các bạn đứng dưới, cho các bạn để mà cùng làm, để cùng có lợi nhuận. Thì đó, những cái giai đoạn đầu nó rất là khó khăn. Có nghĩa là bất kỳ một cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải có cái giá dành cho nó thì chúng ta mới có được cái sự thành công. Thì anh cũng rất là thích cái cách mà làm của Văn á. Bởi vì đó là cái mà ngày xưa bọn anh cũng làm như vậy. Có là gì? Dạy miễn phí. Nhưng là chỉ dạy từ 12 giờ đêm, 1 giờ sáng đến sáng. Có là ông nào ban ngày làm việc, tất nhiên là ban ngày chúng ta phải làm việc rồi. Nhưng học là phải đêm mới học, khuya rất là học. Vậy thì lúc này nó cần đó là gì? Cái ý chí và cái nghị lực của cái người học nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu người đó không đủ ý chí, không đủ nghị lực á, bởi vì lúc đó là 12 giờ đêm, 1 giờ sáng thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó là chúng ta buồn ngủ, đúng không? Chúng ta bị mệt mỏi. Nhưng lúc đó nếu mà chúng ta vượt qua được, mà chúng ta học được ấy, thì nó rất là hiệu quả. Thì đó là một cái cách lọc leader rất là hay của Văn, đúng không? Nên là qua cái này thì cũng phải gửi lời cảm ơn đến là Văn có một cái chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho tất cả thành viên. Nó mang tính chất là hơi khắc nghiệt, hơi phát xít, nhưng cái đó nó mới tạo nên được những viên kim cương. Đúng không? Còn nếu không là chúng ta sẽ trở thành cái than trì thôi. Nên là một cái từ khóa đây mà chúng ta thấy rằng là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự thành công. Nó không bao giờ có chuyện mà chúng ta làm một ngày 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà có được sự thành công hết. Mà chúng ta phải đánh đổi bằng thời gian, bằng cái nghị lực, bằng cái quyết tâm, bằng cái sự nỗ lực thì chúng ta mới có thành công được. Đúng không? Thực ra là cái thời gian đầu tiên mà khi mà anh bắt đầu công việc này, bàn làm việc ở đây, ngủ ở ngay dưới này luôn. Có là... em cũng vậy luôn. Đó, thì các bạn thấy là những người mà lập kỷ lục luôn luôn là như vậy. Có nghĩa là gì? Mình làm ở đại bàn, làm việc ở đây, ngủ ở đây, có là tỉnh dậy là phát là làm luôn, làm ngủ liên tục như vậy. Gần như là mình không có cái thời gian để mà mình nghĩ về một việc mà đi chơi đâu đó, đúng không? Kể cả đó là thứ bảy, đó là chủ nhật, không có một ngày nào ngày lễ thì mình vẫn ngồi làm việc ngày làm việc đêm. Thì mình xác định được mà mình chuẩn bị là 3 năm 5 năm làm một cái nền tảng để mình có cái phần đời còn lại, đó là thực sự là tự do. Thì mình thà hy sinh trong 3 năm 4 năm 5 năm thực sự để nó tạo ra một cái nền tảng vững chắc, sau đó chúng ta tự do, còn hơn là chúng ta phải làm việc cả đời, đúng không? Đó, thì bây giờ đấy thì cũng em muốn có thể chia sẻ cho mọi người được là em có thể nốt lại là cho mọi người, hay là có một cái lời khuyên dành cho các bạn là khi mà mới bắt đầu vào công việc này thì làm thế nào để mà có các bạn có được cái sự thành công nhanh hơn, hay là làm thế nào để có một cái sự thành công nó đột phá hơn. Với cái quan điểm hay là với góc nhìn của em, với góc nhìn hiện tại của em đối với những người bạn mới á, vào công việc này để mình thành công nhanh hơn á, để mình có thể là có được cái kết quả nó đột phá hơn á, thì mình tập trung vào việc đó, mình học kỹ năng nó thật là giỏi lên. Và mình phải chủ động trong cái việc này lên,
chứ mình đừng đợi những người ta thầy hay là đợi những người phía trên người ta hỗ trợ, người ta hướng dẫn cho mình. Yeah. Chỉ cần mình chủ động lên thôi là mình sẽ học được rất là nhanh. Yeah. Bởi vì là bây giờ là nó làm rất là dễ rồi, nó không giống như khi xưa là mình tự mình tìm. Bây giờ có người hướng dẫn hết và mình học. Thứ nhất là chủ động học thật là nhanh nhất, bởi vì mình học xong mình mới làm được, mình học nhanh nhất lên để mình có thể làm mới có kết quả. Sau đó thì cái từ khóa thứ hai là mình khi mình làm mình va vấp á, mình phải chịu khó mình tìm giải pháp và mình kiên trì. Yeah. Để mình vượt qua được những cái đó, chứ không phải là mình thấy khó quá, những cái tháng đầu tiên nó khó quá mình làm chưa ra kết quả. Yeah. Vì bản thân mình chưa đủ giỏi thôi. Đúng đó rồi. Là bản thân mình chưa đủ giỏi thôi thì mình bỏ cuộc thì là không được. Yeah. Thì bắt buộc mình phải kiên trì đó. Hai từ khóa đó là chủ động và sự kiên trì thôi. Dạ. Yeah. Rồi với lại anh có một cái câu hỏi nữa là ví dụ như bây giờ có nhiều bạn họ nói rằng là bây giờ có nhiều người thành công quá rồi. Yeah. Rồi sản phẩm này thị trường nát rồi, nhiều người bán quá rồi. Yeah. Thì làm sao mà còn tôi có cơ hội nữa? Thì em có suy nghĩ nào, suy nghĩ gì khi mà nghe được những cái lời gọi là chia sẻ của những người mà có một cái suy nghĩ đó hay là cái chia sẻ như vậy? Khi mà họ chia sẻ như vậy á thì bản thân em sẽ nhìn nhận ngay đó là người tập trung vào cái vấn đề. Người ta đang tập trung vào cái vấn đề người ta gặp phải, cho nên là đầu óc người ta sẽ không nghĩ ra được những cái giải pháp gì hết. Yeah. Khi mà tập trung như vậy thì chắc chắn mình sẽ nhìn thấy khó khăn thôi. Nhìn toàn thấy cái màu xám thôi. Yeah. Mình không thể nào thấy màu hồng được cả. Thì việc của bạn là sao? Mình nghĩ về mục tiêu của mình. Yeah. Mình nghĩ về bây giờ tôi cũng muốn như này nè, tôi muốn kiếm được 50 triệu hay 100 triệu một tháng này. Tôi yeah. cũng muốn có được cái thu nhập cao này. Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ nghĩ ra cách là mình tập trung vào câu hỏi đó là làm như thế nào để tôi có thể vượt qua được cái điều này. Yeah. Thì đó là cái lời mà nhắn nhủ của em, là chia sẻ của em cho những người mà người ta cái góc nhìn người ta như vậy. Yeah. Đối với công việc này thì chắc chắn là phải thay đổi đi thôi, thay đổi cái cách nhìn nhận cái vấn đề. Yeah. Mình tập trung vào cái giải pháp thì mình sẽ ra được cái kết quả. Dạ. Chính xác. Đó là lý do tại sao mà người giàu thì ngày càng giàu mà người nghèo thì ngày càng nghèo. Bởi vì sao? Người giàu họ làm càng làm ấy, thì họ thấy cơ hội nó còn rất là rộng lớn. Thị trường nó còn rất là rộng lớn. Nó giống như là bây giờ kể cả anh với em bán, em cũng bán nhiều, anh cũng bán nhiều. Nhưng thấy rằng là cái thị trường nó vẫn còn rất là rộng lớn, mình còn phải tuyển ra nhiều người nữa thì mới vẫn có thể chạm được một phần rất là nhỏ trong cái thị trường nó rất là rộng lớn. Nhưng trong lúc đó những cái người nghèo, những cái người bình thường thì họ nói rằng là hết thị trường rồi, nó đã nát rồi. Đúng nhận, rất đơn giản là kem đánh răng mọi người nói nát nhưng đến nay mình vẫn bán bình thường. Và doanh số người ta vẫn mua bình thường. Bởi vì một điều rất đơn giản thôi, mỗi ngày chúng ta đều phải đánh răng. Mỗi ngày mình đều phải lăn nách, mỗi ngày mình đều phải mặc đồ, mỗi ngày mình đều phải ăn uống. Thì có nghĩa là người ta vẫn tiêu dùng tiền hết thì người ta phải mua tiếp, người ta phải xài tiếp. Nên là hết hay không nó là nằm ở bạn, nó nằm ở tư duy của chúng ta. Và cái tư duy như thế nào nó sẽ quyết định đến cái sự thành công và thất bại của chúng ta. Đúng không? Em còn muốn chia sẻ gì với mọi người không? Em một lời chia sẻ cuối, một lời nhắn nhủ cuối mọi người đó là khi mình xác định mình đã làm công việc này rồi thì đằng nào mình cũng phải làm rồi. Đằng nào mình, nếu mình làm công việc khác thì nó cũng bắt đầu từ con số 0 thôi. Thì mình đã chọn cái con đường này rồi, mình đã lựa chọn vô đây, mình có cơ hội, mình có duyên, mình gặp gỡ những người, mình bắt đầu công việc rồi thì mình hãy làm cho nó đến khi nào nó đạt được kết quả. Thì mình hẳn hãy dừng lại, có thể mình lúc đó mình dừng lại cũng được, mình bắt đầu tiếp cũng được, nhưng mà khi mà nó đạt được kết quả mình muốn thì mình hãy làm nghĩ tới cái việc khác. Đó. Dạ. Tức là trước khi muốn sang một ngọn núi khác ấy, là mình phải hoàn thành cái ngọn núi trước đó. Yeah. Đúng không? Phải trở thành Team Lead Platinum 4 Star rồi. Yeah. Thì lúc đó chúng ta muốn đổi sang cái nào cũng được hết. Nhưng chưa đạt được thì đừng có nghĩ tới. Đúng không? Bởi vì đó là giống như là mình chưa đạt tới là mình đã bỏ cuộc, chứ không phải là mình đổ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì rất là cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian để theo dõi cái đoạn video clip chia sẻ về cái chủ đề về câu chuyện thành công. Và cái người ngày hôm nay đó là bạn Nguyễn Oanh, và đã 3 tháng liên tục là tháng nào cũng đồng đạt về top về doanh số. Và bây giờ mỗi tháng bạn vẫn là doanh số, trong team vẫn luôn là top. Bởi vì có nghĩa là anh thường cũng thường xem, mình thường xuyên là nhìn vô cái của đầu tháng, rồi giữa tháng và cuối tháng. Thì có nghĩa là Oanh và đội nhóm vẫn liên tục là nằm trong cái top về doanh số. Nên á, là chúng ta cũng có thể liên hệ cùng với Oanh, chúng ta học. Đôi lúc là có nhiều bạn nói là em liên hệ nhưng bạn không trả lời. Chúng ta phải cho họ một cái lý do tại sao họ phải trả lời bạn, đúng không? Chứ không phải là bạn đi học mà bạn lại vừa chảnh nữa. Chúng ta muốn đi học mà chúng ta chảnh hơn cái người mà dạy học thì chắc chắn là điều đó không bao giờ có thể thành công được. Bởi vì trong suốt cái hành trình mà anh đi học vậy, có nhiều người mình liên hệ người ta cũng đâu trả lời đâu. Nhưng sau đó là mình học cách bằng cách quan sát, giống như anh lúc nãy vừa chia sẻ với chúng ta. Đúng không nhỉ? Nên là chúng ta cần phải có sự chủ động thì chúng ta mới có thể thành công được. Và cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi. Và xin chào, hẹn gặp lại cho tất cả chúng ta vào cái tuần kế tiếp.